Phụ nữ luôn muốn được thu hút và giữ chân người đàn ông của đời mình. Hôm nay em nấu canh chua ngon lắm. Anh ăn đi cho nó khỏe nè. Nếu như anh đói anh không ăn cơm được thì anh ăn miếng canh chua nha. Đây. Tuy nhiên khi đối phương vô tình mắc lỗi thì phụ nữ thường chọn cách phàn nàn để mong người đàn ông thấu hiểu mình. Liệu rằng sự phàn nàn đó là đáp án đúng để xây dựng hạnh phúc gia đình? Thật sự mình đang rất buồn. Nếu như những chuyện này á, mà hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau á, thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bữa nay có bạn của em ở đây, em không còn tôn trọng anh nữa. Em không còn coi anh là chồng em nữa. Trong chủ đề phụ nữ phàn nàn dễ đánh mất hạnh phúc, với sự góp mặt của các khách mời ca sĩ Trương Thảo Nhi, diễn viên Thanh Duy cùng chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An sẽ bàn luận xoay quanh chủ đề này. Tại vì đàn ông mà chỉ còn có một cái chút suy nghĩ rằng là mình thua kém vợ mình á, cái mắc mé của cái việc ly hôn nó rất là cao. Phụ nữ mà quá cầu toàn thì tôi khuyên ngay từ đầu á, hãy lựa chọn cái người đàn ông mà lại có tư duy về tỉ mỉ cẩn thận đi. Hoặc ngược lại là cái người chồng quá tỉ mỉ thì sẽ cầm làm người vợ hậu đậu. Đón xem Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.